Xin chào các anh nhé, em giới thiệu với các anh một cặp dây tín hiệu đến từ nhà chốt. Dòng dây tín hiệu cổ rất là hay. Tên em nó là Solico, tức là dây lõi rắn. Cấu tạo rất đặc biệt với lớp lõi ở giữa, mạ bạc cực kỳ dày, bọc toàn bộ xung quanh là một lớp áo đồng bảo vệ che chở cho lớp giữa. Dây cho chất âm rất là tốt các anh nhé, kiểm soát các giải cực kỳ chặt chẽ luôn. Một sợi dây cổ hay mà em nghĩ rằng là quá hợp lý với lại ngân sách bỏ ra. Sử dụng 4 đầu dắt neo chích cổ, hay thấy ở trên Knock Knock Blue Heaven, dắt thỏ hụt vừa hài. Bộ dắt này giá lẻ đã tầm khoảng 1 triệu mấy rồi, bộ 4 cái dắt rồi, dắt cực kỳ tốt cho anh. Loại thỏ hụt nhé, dây hay kính các anh chơi, hàng chóp chuẩn xịn cho cổ, cắm vào đảm bảo các anh bất ngờ. Khả năng thể hiện trình diễn sân khấu rất là tốt, nhạc tính cao. Các anh cần chơi dây tín hiệu tốt, dây tín hiệu chóp, rất nhiều loại cổ phục vụ các anh. Các anh hát Zalo em số điện thoại 0866880998 để cập nhật cũng như theo dõi, cũng như để được em tư vấn thêm nhá. Xem thêm ảnh thì add Zalo em. Kính các anh chơi cần dây tốt chuẩn xịn, em nghĩ là đây một sợi dây cực kỳ hợp lý ở trong tầm tiền, không nên bỏ qua. Kính các anh chơi, xin chào các anh.